Vừa qua gia đình con có xin bốc lại bát hương ở chùa về thờ phụng gia tiên, bát hương ở giữa thờ thần linh là rộng 30 cm, còn hai bát ở bên cạnh 25. Nhưng hai bát bên mặt nguyệt theo chiều kim đồng hồ, có bát ở giữa thì ngược chiều kim đồng hồ. Và lúc các con xin bốc, con có thiếu sót là quên không có thất bảo. Nay con đã thỉnh ngọc vụn về để vào bát hương và làm theo sự hướng dẫn của thầy. Vậy con thấy bát hương nhà con như vậy con rất là lăn tăn. Con xin hỏi thầy bố thí cho con có phải bốc lại không hay làm như thế nào? Con xin thầy chỉ bảo cho con, xin tri ân công đức thầy. Bát hương mặt nhật mặt nguyệt, đây bảo là bát hương bên bên mặt nguyệt theo chiều kim đồng hồ, còn bát hương ở giữa thì ngược chiều kim đồng hồ mặt nguyệt đó hả? Cái này là cho chắc là lỗi lúc họ làm bát hương hay là mình đặt sai chiều. Nếu mình đặt sai chiều đằng trước sang đằng sau thì quay nó lại thôi, có gì đâu. Trước khi tụng cho ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật khấn các ngài quay lại là được. Còn bát hương họ làm nó lỗi lúc họ làm bát hương thì cũng không sao các vị, chẳng ảnh hưởng những cái đấy cả, không sao. Còn bảo lúc bốc bát hương chưa có thất bảo, bây giờ thỉnh ngọc về để muốn cho vào thì cũng được, không sao cả, cũng không cứ là phải bốc lại cái đấy. Mình chỉ cho ba biến đại bi thập chú xong rồi bát nhã niệm Phật, chắc mình khấn thần linh gia tiên, ông bà ông vải các cụ tổ cô tổ cậu vân vân, chứng minh ra chỉ cho hôm nay là ngày tháng, hôm nay là ngày tháng năm nào, tin chủ con tên là Nguyễn Thị Ao. Cho con xin được khấn lễ để cho ngọc vào bát hương. Mong các cụ thần linh gia tiên thương lòng chứng cho. Vui vui như thế một chút cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Đại khái là chúng ta khấn gì? Khấn nôm. Chúng ta khấn nôm, tức là gì? Tâm nghĩ như thế nào thì miệng gì? Miệng khấn như thế, gọi là thành tâm là được. Không cứ là cứ phải khấn có bài bản, khấn có văn chương, khấn phải thật hay thì gì? Phật Thánh, thần linh gia tiên mới thương mới độ cho, mới ban tài phát lộc cho chúng ta. Không phải đâu. Quan trọng ở chỗ là tâm thành. Miệng nghĩ thế nào thì, lòng nghĩ thế nào thì miệng sẽ gì? Sẽ khấn, sẽ nói như thế. Rồi sau khấn khứa xong đó thì chúng ta thì có thể lấy cái muôi ấy, cái thìa ấy. Chúng ta vét vét cái một cái góc, góc đằng trước hoặc góc đằng sau cũng được. Không cứ là phải cho vào giữa đâu, hoặc bên sườn được. Chúng ta gói cái ngọc vào cái giấy bóng hoặc là cái giấy trăng kim ấy. Giấy trăng kim chúng ta cho sát sát sâu sâu xuống dưới gần dưới đáy bát hương, vừa cái tầm thìa xong rồi chúng ta cho vào. Lúc làm thì chúng ta nhớ nhiếp tâm niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật tức là niệm gì? Niệm thầm hoặc là niệm khẽ khẽ cũng được, hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát được, hoặc niệm án mani bát minh hồng cũng được. Cho vào xong rồi lấy cái thìa chúng ta lại ấy cái do lại, làm lại, lắp cái do lại như cũ, ép nó xuống. Xong một cái thì thắp ba tuần hương, chúng ta khấn một cái là xong. Và khi chúng ta lúc đầu chúng ta khấn, chúng ta làm, chúng ta múc cốc nước hoặc bát nước, chúng ta lưng bát nước cốc nước để sẵn lên trên đấy, chúng chỉ chú. Xong một cái thì chúng ta lại khấn xin được làm lễ xong rồi, xin các ngài thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ tổ cô tổ cậu về an vị bát hương, là mình lấy cái nước đó mình phải làm mát nữa, thế là xong. Đơn giản về tâm linh đã đơn giản, tự chúng ta làm được các quý vị. Đó. Không cứ là phải đi bốc lại làm gì cho nó tốn kém ra.